Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, và hôm nay thì Thái Lê sẽ hướng dẫn các chị cách mở một cái tài khoản giao dịch ở tại công ty chứng khoán SSI, một trong những công ty chứng khoán lớn nhất hiện nay ở tại Việt Nam. Và với cái việc mà mở tài khoản giao dịch ở tại công ty chứng khoán SSI thì hoàn toàn là miễn phí và có thể mở online, chỉ mất có khoảng 3 phút khi sử dụng ở trên app điện thoại thôi các anh chị nha. Và đương nhiên là với những cái quyền lợi khi các anh chị mở một cái tài khoản giao dịch ở tại công ty chứng khoán SSI với ID 2767 của Thái Lê thì các anh chị hoàn toàn có thể nhận được cái việc là tham gia một cái khóa học về phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích cơ bản của đội ngũ ITP để các anh chị chúng ta có một cái nền tảng kiến thức vững chắc, và tham gia vào cái app Ichimoku Trịnh Phát dự kiến sẽ là vào tháng 8 năm 2024 sẽ bắt đầu phát hành. Cũng như là các chị sẽ nhận được những cái bản tin và những cái khuyến nghị về các cái điểm mua bán, khuyến nghị một cách cụ thể của Thái Lê cũng như đội ngũ của ITP các chị nha. Và không để các chị mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Các chị hãy sẵn sàng cái điện thoại và cũng như chuẩn bị, thứ nhất đó là một cái căn cước công dân, và thứ hai nữa đó là các chị có các cái thông tin về số điện thoại cũng như email để chúng ta sẽ tiến hành mở cái tài khoản luôn. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái hướng dẫn nha. Rồi, chúng ta sẽ tải một cái app đó là iBot Pro. Cái này thì ở trên điện thoại iOS hay là Android thì đều có cái ứng dụng này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện theo các cái bước ở trên màn hình ở đây. Chúng ta sẽ đăng ký tài khoản. Chỗ vừa rồi thì các anh chị lưu ý này, cái chỗ mã người giới thiệu ở đây các anh chị để giúp cho Thái Lê đó là cái ID 2767 để Thái Lê có thể hỗ trợ và đồng hành với chị trong cái thời gian giao dịch ở tại công ty chứng khoán SSI các anh chị nhá. Rồi, chúng ta sẽ đưa ra các cái xác thực để một cái tin nhắn gửi mã OTP về điện thoại cho anh chị mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị các cái giấy tờ để xác thực cũng như chụp nhận diện khuôn mặt các anh chị nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa về các cái thông tin trước khi ấn tiếp tục. Ở đây các chị có thể để ý chúng ta sẽ tích vào tất cả các cái nút và ấn tiếp tục. Một cái lựa chọn là số cổ phiếu mà các anh chị thích phù hợp nhất, rồi sau đó ấn xác nhận chọn số. Rồi, như vậy thì chúng ta ấn tiến hành ký hợp đồng. Ở đây thì nó có một cái điểm đó là chúng ta sẽ ký hợp đồng bằng online qua hợp đồng số của FPT. Rồi, các chị có vẽ chữ ký ở đây là được các chị nha. Rồi, sau đó chúng ta nhập cái mã OTP gửi về điện thoại. Ok, như vậy là chúng ta đã tiến hành xong được cái việc mở cái tài khoản. Rồi bây giờ thì cái việc còn lại của anh chị đó chúng là anh chị có thể liên hệ với Thái Lê để Thái Lê có thể hỗ trợ các anh chị cũng như là hướng dẫn các chị tiếp cho cái vấn đề là cái cách giao dịch như thế nào, thì có một cái đường link Thái Lê có để ở ngay ở dưới video này để các anh chị theo dõi xem là cái cách thức thao tác như thế nào nha. Và đừng quên liên hệ với Thái Lê theo số điện thoại trên màn hình để Thái Lê có thể hỗ trợ các anh chị trong cái việc là giao dịch đầu tư trong cái thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.